trọng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin tại khu vực xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vào hồi 14 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 2016. Theo đó, tại bản Bó Sập, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã bắt quả tang đối tượng Vàng Chống Nu sinh năm 1981 trú tại bản Lóng Tong, huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thu giữ tang vật gồm 6 bánh heroin có trọng lượng 2,1 kg, 238 gram nhựa thuốc phiện, một xe máy 2 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và mang qua biên giới đến địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để bán kiếm lời. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ.